Lợi ích của đau khổ. Suy niệm. Phải chấp nhận những trái ý như là để thử, để gột rửa và siêu nhiên hóa tình ái. Chúa để ta gặp khắp nơi những đau khổ, những trái khoái, những phản kháng. Nhiều khi bởi chính tay ta, những người chung sống với ta, những người thân yêu ta, để ta yêu họ cho cao thượng và vì Chúa. Hạnh phúc thay tâm hồn đã bị đau khổ thử thách, cám dỗ, luyện lọc, như lửa thử luyện vàng. Chính bởi đó, lời đấng khôn ngoan. Chính nhờ đó mà họ xứng đáng được Chúa và dễ an hợp với Chúa. Câu tụng niệm của tôi trong lúc gặp đau khổ sẽ là: vâng ý Cha, dưới đất bằng như trên trời vậy. Lạy Chúa, xin giúp con trong những khi đau khổ và phản kháng mà Chúa đã cho phép xảy đến. Xin đừng để nó làm kiệt quệ trong cơn ngọn lửa bác ái. Đừng tiếc lòng con. Một, hãy giữ lấy lòng Chúa và hãy làm cho cám dỗ thay vì làm cho con xa Chúa. Sẽ kết nối con lại với Chúa một cách chặt chẽ hơn.